sân vận động lớn nhất ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á. Sân vận động Ghazi, Afghanistan. Nằm ở quận 16 của thủ đô Kabul, sân vận động này được xây dựng vào năm 1923. Sức chứa hiện tại của sân vận động Ghazi là 25.000 khán giả. Sân vận động Hraran, Armenia. Nằm tại thủ đô Yerevan, sân vận động này được xây dựng từ năm 1969 đến 1970. Với kinh phí xây dựng 5 triệu rúp, sức chứa hiện tại của sân vận động Hraran là 54.549 khán giả. Sân vận động Olympic Baku, Azerbaijan. Nằm gần hồ Boyukso, thủ đô Baku, sân vận động này được xây dựng từ năm 2011 đến 2015. Với kinh phí xây dựng 710 triệu euro, sức chứa hiện tại của sân vận động Olympic Baku là 68.700 khán giả. Sân vận động quốc gia Bahrain. Nằm ở thành phố Rifa, sân vận động này được xây dựng từ năm 1982 đến 1983. Với kinh phí xây dựng 152 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Bahrain là 24.000 khán giả. Sân vận động quốc gia Bangabandhu, Bangladesh. Nằm ở khu vực Motiyu của thủ đô Dhaka, sân vận động này được xây dựng từ năm 1954. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Bangabandhu là 36.000 khán giả. Sân vận động Changlimi Thang, Bhutan. Nằm ở thủ đô Thimphu, sân vận động này được xây dựng vào năm 1974. Sức chứa hiện tại của sân vận động Changlimi Thang là 15.000 khán giả. Sân vận động Hassano Bolkiah, Brunei Darussalam. Nằm ở thủ đô Bandar Seri Begawan, sân vận động này được xây dựng từ năm 1980 đến 1983. Với kinh phí xây dựng 100 triệu đô la Singapore, sức chứa hiện tại của sân vận động Hassano Bolkiah là 28.000 khán giả. Sân vận động quốc gia Morodok Teckel, Cambodia. Nằm tại thủ đô Phnom Penh, sân vận động này được xây dựng từ năm 2017 đến 2021. Với kinh phí xây dựng 168 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Morodok Teckel là 60.000 khán giả. Sân vận động Olympic Quảng Đông, Trung Quốc. Nằm tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, sân vận động này được xây dựng từ năm 1999 đến 2001. Với kinh phí xây dựng 1,23 tỷ nhân dân tệ, sức chứa hiện tại của sân vận động Olympic Quảng Đông là 80.012 khán giả. Sân vận động GSP, Cộng hòa Sip. Nằm ở Stavropol, quận Nicosia, sân vận động này được xây dựng từ năm 1995 đến 1999. Sức chứa hiện tại của sân vận động GSP là 22.859 khán giả. Sân vận động Borispor Dinamo Arena, Georgia. Nằm tại thủ đô Tbilisi, sân vận động này được xây dựng từ năm 1969 đến 1976. Sức chứa hiện tại của sân vận động Borispor Dinamo Arena là 54.549 khán giả. Sân vận động Hồng Kông, đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Nằm ở vịnh Causeway, Hồng Kông, sân vận động này được xây dựng vào năm 1994. Với kinh phí xây dựng 85 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Hồng Kông là 40.000 khán giả. Sân vận động Narendra Modi, Ấn Độ. Nằm tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, sân vận động này được xây dựng từ năm 2016 đến 2020. Với kinh phí xây dựng 100 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Narendra Modi lên đến 132.000 khán giả.
sân vận động quốc tế Jakarta, Indonesia. Nằm tại Tanjung Priok, Bắc Jakarta, sân vận động này được xây dựng từ năm 2019 đến 2022. Với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 khán giả. Sân vận động Azadi, Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nằm tại thủ đô Tehran, sân vận động này được xây dựng từ năm 1970 đến 1971. Với kinh phí xây dựng 400 triệu euro, sức chứa hiện tại của sân vận động Azadi là 78.116 khán giả. Sân vận động Teddy, Israel. Nằm ở thành phố Jerusalem, sân vận động này được xây dựng từ năm 1990 đến 1991. Với kinh phí xây dựng 60 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Teddy là 31.733 khán giả. Sân vận động quốc tế Yokohama, Nhật Bản. Nằm tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, sân vận động này được xây dựng từ năm 1994 đến 1998. Với kinh phí xây dựng 60,3 tỷ yên, sức chứa hiện tại của sân vận động Yokohama là 72.327 khán giả. Sân vận động quốc tế Amman, Jordan. Nằm ở Al Hussein City, thủ đô Amman, sân vận động này được xây dựng từ năm 1964 đến 1968. Với kinh phí xây dựng 1,25 triệu dinar, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Amman là 17.619 khán giả. Sân vận động Astana Arena, Kazakhstan. Nằm ở đại lộ Kabanbay Bator, thủ đô Astana, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2009. Với kinh phí xây dựng 185 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Astana Arena là 30.244 khán giả. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Jungrado, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nằm trên đảo Lungna, thủ đô Bình Nhưỡng, sân vận động này được xây dựng từ năm 1986 đến 1989. Với kinh phí xây dựng 687 tỷ won, sức chứa hiện tại của sân vận động mùng 1 tháng 5 Jungrado là 114.000 khán giả. Sân vận động Olympic Seoul, Hàn Quốc. Nằm tại quận Songpa, thủ đô Seoul, sân vận động này được xây dựng từ năm 1977 đến 1984. Với kinh phí xây dựng 491 tỷ won, sức chứa hiện tại của Olympic Seoul là 69.950 khán giả. Sân vận động quốc tế Jaber Al-Ahmad, Kuwait. Nằm tại thủ đô Kuwait City, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2010. Với kinh phí xây dựng 395 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Jaber Al-Ahmad là 60.000 khán giả. Sân vận động Dolan Omusakov, Kyrgyzstan. Nằm ở thủ đô Bishkek, sân vận động này được xây dựng từ năm 1939 đến 1941. Sức chứa hiện tại của sân vận động Dolan Omusakov là 23.000 khán giả. Sân vận động quốc gia Lào. Nằm ở huyện Saythuni, Viêng Chăn, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2009. Với kinh phí xây dựng 95 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Lào là 25.000 khán giả. Sân vận động Camille Chamau Sport City, Liban. Nằm ở khu vực Bir Hassan của thủ đô Beirut, sân vận động này được xây dựng từ năm 1982 đến 1997. Với kinh phí xây dựng 100 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Camille Chamau Sport City là 49.500 khán giả. Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Macau,
nằm ở khu vực Taipa, đặc khu hành chính Macau. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1995 đến 1997. Sức chứa hiện tại của sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Macau là 16.272 khán giả. Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia. Nằm tại Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur, sân vận động này được xây dựng từ năm 1995 đến 1998. Với kinh phí xây dựng 1 tỷ ringgit, sức chứa hiện tại của sân vận động Bukit Jalil là 87.411 khán giả. Sân vận động Galonhu Rasmi Dandu, Maldives. Nằm ở thủ đô Malé, sân vận động này được xây dựng từ năm 1982 đến 1987. Sức chứa hiện tại của sân vận động Galonhu Rasmi Dandu là 11.850 khán giả. Sân vận động Thể thao Quốc gia Mông Cổ. Nằm ở thủ đô Ulaanbaatar, sân vận động này được xây dựng vào năm 1958. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thể thao Quốc gia Mông Cổ là 12.500 khán giả. Sân vận động Quốc gia Thu Unna, Myanmar. Nằm ở thị trấn Thinh Ngơ Nguyên, cố đô Yangon, sân vận động này được xây dựng vào năm 1985. Sức chứa hiện tại của sân vận động Quốc gia Thu Unna là 32.000 khán giả. Sân vận động Pokhara Rangasala, Nepal. Nằm ở Pokhara, tỉnh Gandaki, sân vận động này được xây dựng từ năm 2018 đến 2020. Với kinh phí xây dựng 1,28 tỷ rupee, sức chứa hiện tại của sân vận động Pokhara Rangasala là 16.500 khán giả. Sân vận động Sultan Kabu, Oman. Nằm ở quận Bosa của thủ đô Muscat, sân vận động này được xây dựng từ năm 1982 đến 1985. Sức chứa hiện tại của sân vận động Sultan Kabu là 27.000 khán giả. Sân vận động China Sport, Pakistan. Nằm ở thủ đô Islamabad, sân vận động này được xây dựng vào những năm 1980. Sức chứa hiện tại của sân vận động China Sport là 48.820 khán giả. Sân vận động quốc tế Dura, Palestine. Nằm ở thành phố Dura thuộc quận Hebron Governorate của bờ Tây. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2003 đến 2011. Với kinh phí xây dựng 7 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Dura là 18.000 khán giả. Hai sân bóng lớn nhất của Philippines hiện tại đều có sức chứa 20.000 khán giả. Đó là sân vận động thể thao Philippines nằm ở Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan. Được xây dựng từ năm 2011 đến 2014. Và sân vận động Điền Kinh New Class City nằm ở New Class City, Kapa, Talak. Được xây dựng từ năm 2018 đến 2019. Với kinh phí xây dựng 4 tỷ peso. Sân vận động Luseu, Qatar. Nằm tại thành phố Luseu, sân vận động này được xây dựng từ năm 2017 đến 2021. Với kinh phí xây dựng 767 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động Luseu là 88.966 khán giả. Sân vận động King Abdullah Sports City, Saudi Arabia. Nằm tại thành phố Jeddah, sân vận động này được xây dựng từ năm 2012 đến 2014. Với kinh phí xây dựng 560 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động King Abdullah Sports City là 62.345 khán giả. Sân vận động quốc gia Singapore. Nằm tại khu vực Kallang, sân vận động này được xây dựng từ năm 2010 đến 2014. Với kinh phí xây dựng 1,87 tỷ đô la Singapore,
bao gồm các công trình thể thao phía ngoài sân vận động, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Singapore là 55.000 khán giả. Sân vận động Ranasinghe Premadasa, Sri Lanka. Nằm ở Maligawatta, thủ đô Colombo, sân vận động này được xây dựng vào năm 1986. Sức chứa hiện tại của sân vận động Ranasinghe Premadasa là 35.000 khán giả. Sân vận động quốc tế Aleppo, Syria. Nằm tại quận Salaheddin, thành phố Aleppo, sân vận động này được xây dựng từ năm 1980 đến 2007. Với kinh phí xây dựng 30 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Aleppo là 53.200 khán giả. Mặc dù vậy, do tình hình bất ổn ở Syria, sân vận động này tạm thời phải đóng cửa từ năm 2012. Sân vận động quốc gia Cao Hùng, Đài Loan. Nằm tại khu vực Tả Danh của thành phố Cao Hùng, sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2009. Với kinh phí xây dựng 5 tỷ đài tệ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Cao Hùng là 55.000 khán giả. Sân vận động 20 năm độc lập Tajikistan. Nằm ở thành phố Khuzang, tỉnh Sóc, sân vận động này được xây dựng vào năm 2009. Sức chứa hiện tại của sân vận động 20 năm độc lập là 25.000 khán giả. Sân vận động quốc gia Rajamangala, Thái Lan. Nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mak, quận bang Kapi của thủ đô Bangkok. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1988 đến 1998. Với kinh phí xây dựng 1,26 tỷ baht, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Rajamangala là 51.522 khán giả. Sân vận động quốc gia Đông Timor. Nằm ở thủ đô Dili, sân vận động này được mở cửa vào năm 1980. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Đông Timor là 5.000 khán giả. Sân vận động Olympic Sapamirut Turkmenbashi, Turkmenistan. Nằm ở thủ đô Ashgabat, sân vận động này được xây dựng từ năm 2013 đến 2017. Sức chứa hiện tại của sân vận động Olympic Sapamirut Turkmenbashi là 45.000 khán giả. Sân vận động J-Sport City, UAE. Nằm ở thủ đô Abu Dhabi, sân vận động này được xây dựng từ năm 1974 đến 1980. Với kinh phí xây dựng 550 triệu dirham UAE, sức chứa hiện tại của sân vận động J-Sport City là 43.206 khán giả. Sân vận động Pakteco Central, Uzbekistan. Nằm ở quận Seyhan Tower của thủ đô Tashkent, sân vận động này được xây dựng từ năm 1954 đến 1956. Sức chứa hiện tại của sân vận động Pakteco Central là 35.000 khán giả. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam. Nằm ở quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội, sân vận động này được xây dựng từ năm 2002 đến 2003. Với kinh phí xây dựng 53 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 40.192 khán giả. Sân vận động Olympic Seyun, Yemen. Nằm ở Seyun, tỉnh Hadramaut, sức chứa hiện tại của sân vận động Olympic Seyun là 30.000 khán giả.